Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng chủ trì buổi làm việc về tình hình tái cơ cấu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Cần Thơ với 4 vấn đề. Cụ thể là tình hình thực hiện thủ tục trình tự chuyển giao câu lạc bộ bóng đá Cần Thơ cho đơn vị khác và giải thể chi nhánh câu lạc bộ bóng đá Cần Thơ, về sắp xếp lại nhà đất của nhà khách, trạm giao dịch giá số kiến thiết Cần Thơ tại Phú Quốc, về thoái vốn góp vốn liên doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Victoria Cần Thơ, thoái vốn góp tại Công ty cổ phần dầu khí Mekong. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu phối hợp rà soát cơ sở pháp lý, quy trình, thủ tục, thẩm quyền để có phương án thực hiện hiệu quả khả thi đối với đề án tái cơ cấu Công ty sổ số kiến thiết Cần Thơ và các đơn vị quan tâm nghiên cứu dự báo nguồn vốn góp nào có thể phát sinh hiệu quả trong thời gian tới để cân nhắc kỹ lưỡng.